Bắc Giang, Thái Nguyên bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 29 tháng 3, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hồng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Bùi Công Vĩ, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ở cương vị công tác mới, ông Bùi Công Vĩ sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường công tác, không ngừng phấn đấu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để ngày càng có sự bao quát, toàn diện hơn nữa trong công việc. Trước đó, ngày 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại quyết định số 568 QĐUBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tiếp công. Tại quyết định số 569 QĐUBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chánh Văn Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu thấy video thú vị hãy lưu lại hoặc thả tim hoặc comment cho chúng tôi biết thêm ý kiến bạn nhé.